Thưa quý vị và các bạn, lan can cầu từ xưa đến nay vẫn được nhìn nhận như một bộ phận làm rào cản, chắn đỡ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi trên cầu. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn trên cầu Trương Dương ngày 4 tháng 11 vừa qua, nhiều người đã đặt ra câu hỏi, lan can tại các cây cầu của thủ đô Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung đang trong tình trạng như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi khảo sát nhanh của VTC14. Tải trọng tối đa quy định 13 tấn. Tuy nhiên, hàng ngày, cầu Đuống vẫn phải oằn mình gánh tải phương tiện lên tới 40-50 tấn, từ xe tải, xe buýt đến xe container. Bên cạnh đó là dòng xe máy chen chúc. Điều đáng nói là dù lượng phương tiện qua lại lớn, phương tiện đi lại sát mép cầu, nhưng hệ thống lan can của cây cầu này lại rất thấp và yếu. Thậm chí, nhiều vị trí còn bị lìa ra khỏi mố. Thưa quý vị và các bạn, trong vụ tai nạn trên cầu Trương Dương thì nhiều người cho rằng là với một cái lực đâm mạnh như thế, với một cái tốc độ cao như thế thì xe lao qua lan can và lao xuống sông là điều đương nhiên. Tuy nhiên, trên địa bàn thủ đô Hà Nội hiện nay thì như quý vị và các bạn đã thấy, tại cái cây cầu Đuống mà tôi đang đứng đây, chỉ cần một cái lực tác động rất là nhẹ thôi thì lan can cũng rung lắc mạnh như thế này. Điều này chứng tỏ rằng là với một chỉ cần một chút lơ là của người tham gia giao thông thôi thì rất có thể hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra. Còn đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu Trương Dương ngày 4 tháng 11 vừa qua, khiến hai người tử vong. Lỗi thuộc về chủ xe không làm chủ được tốc độ. Tuy nhiên, nhiều lái xe, chuyên gia có ý kiến liên quan đến việc phân luồng giao thông và việc gia cố lan can. Nhiều người cho rằng, việc tổ chức giao thông trên cầu không hợp lý, lan can cầu chỉ đảm bảo cho xe máy. Trường hợp ô tô đi vào làn dành cho xe máy và xảy ra va chạm mạnh, thì tài xế rất dễ đánh lái, đâm hỏng lan can và lao xuống sông. Hà Nội hiện có hàng chục cây cầu bắc qua sông Hồng, đáng nói là những cây cầu cũ có lan can xuống cấp, lại có lượng phương tiện đi lại rất nhiều, đặc biệt là xe tải trọng lớn. Thực trạng làm chuồng gà, nuôi đà điểu, tất yếu sẽ phát sinh tai nạn. Lan can này nếu nói theo để tôi được biết thì thực ra nói là không được đảm bảo an toàn. Về vấn đề những cái trụ cột để giữ cái lan can kia thì nó trông nó mỏng manh quá yếu. Hai là cái khung sắt thép này nó cái độ coi là rằng cấu kết của nó là không được chặt chẽ cho lắm. Việt Nam vẫn còn hàng nghìn cây cầu yếu, lan can hư hỏng xuống cấp, có cho đủ hoặc để trang trí chứ không hề có giá trị bảo vệ. Mặt khác, trên những cây cầu hiện đại, độ cao lan can cũng rất thấp. Khi phương tiện vào cua gấp, nguy cơ mất lái lao qua lan can là khó tránh khỏi. Nguy hiểm là vậy, nhưng các cơ quan chức năng lại không mấy quan tâm đến hạng mục này. Tiêu chuẩn này thì không phải là tiêu chuẩn bắt buộc mà là khuyến khích sử dụng thôi. Vì thế trên đây là chủ đầu tư, mặc dù là trên báo có thể nói rằng chủ đầu tư trở lửa trong cái cầu ấy là làm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thiết kế đây là do chủ đầu tư được phép lựa chọn. Thế thì đúng là cái tiêu chuẩn đứng cái thành cầu quá thấp như thế gây ra tai nạn giao thông là chuyện có thể dễ hiểu được. Sau rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến lan can cầu, người ta vẫn nghĩ và đổ lỗi cho khách quan, cho chủ phương tiện. Bởi vậy mà những cây cầu với giao thông hỗn tạp, với lan can yếu và thiếu vẫn như một cái bẫy đầy thách thức.